Em xin chào anh Chí. Chào tất cả bà con chú bác Thành Xanh. Mình ở Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cầu Bắc Thủy nha anh em. Bữa nay em về Cái Răng, mong anh em sớm xem ủng hộ Chí. Rồi, đầu tiên các bạn ơi, hôm nay anh Chí giao lưu với anh em là hai gốc ngoài nha anh em. Gốc nào cũng đẹp hết anh em ơi. Đây, đầu tiên gốc mã số 1. Cái này cái tàn lớn lớn anh em, hình như tàn dù nha. Cái chiều cao gốc này là khoảng nhiêu anh Chí? Chiều cao cái này 3 mét. Rồi, 3 mét. Khoảng 3 mét đi về anh con rồi. Rồi tán ngang tầm khoảng 3 mét luôn nha anh em. Cái tàn này anh có con luôn nha. Cái này có cái phong sẵn tàn dù nha anh em. Cái này về mình lên cái chậu cân xứng đó, mình nuôi cái tàn nó lớn ra, cây này đẹp anh em. Cực kỳ luôn nha. Cái mặt bông nó là khoảng nhiêu cánh anh Chí? Cái này 5-7 cánh à, mà như bông khích bự á. Rồi bông 5-7 cánh. Bông đẹp anh Chí? Bông đẹp, bông bao nha. Đây, vàng xương rất là lực nha anh em. Cây này anh bứng có xuống lá không anh? Không, cây này anh nghĩ là anh khỏi xuống lá thì chế anh có cắt con nhiều. Dạ. Chứ vàng tàn anh con cũng nhiều lắm. Rồi. Xanh bông mỏ nha anh em. Cái này mới đem về luôn nha. Cái này anh tiến bứng bầu lớn nha. Vậy anh em có thể anh em khỏi xuống lá luôn. Đây, một cốt đi lên khoảng 5 tấc đó anh em. Bắt đầu nó xoay cái tàn ra nha. Nè. Cốt cành này bao lực luôn. Rồi đây cho anh em tham khảo nồi đế nha. Wow. Cái này đế nó ra là nó quặm nha anh em. Nó bỏ móng dữ lắm luôn. Ngay này hai lớp đế là còn lớp này, bỏ móng xuống là nó xuống dưới hết. Đây, nồi đế ướt gác luôn anh em ơi. Quá dữ. Đế nó múa lượng luôn á anh Chí. Múa móng nó dặn dẹo nó lên gù rồi nó xuống. Lực lượng nha, nó bỏ móng như cộng này là nó bỏ vài móng xuống hết. Rất là lực nha anh em, đưa tay cho anh em xem nè. Ông nào cũng lấy chà bá không à. Để hết cái bầu luôn nha. Cây này đặc biệt nó liền lạc anh em, không thiểu tích gì hết nha. Cây này chắc còn tơ hả anh Chí? Cây này đúng nhà đó, ba mấy năm rồi. Dạ. Cây này anh em nuôi phát nha anh em. Còn bóng, da bóng rồi. Đây, mấy cốt cạnh đó nè. Cây này nó xưa rồi bứng. Cây này xíu nữa anh Chí báo giá anh em bất ngờ luôn. Giá cực tốt cho anh em luôn. Mùa dịch anh em. Rồi mình áo thử thông số luôn, khoảng nhiêu anh Chí? Bộ đế là khỏi bàn cãi nha anh em. Cái này 61 anh em ơi. Rồi 61 hoành chuẩn anh. Hoành chuẩn thôi nè, cổ đế nè. Cổ đế cái này nó nở lắm nha. Rồi hoành chuẩn 61 nha anh em. Cổ đế cái này nó 84. Rồi cổ đế 84. Cũ luôn. Nguyên cụ đặc. Cụ đặc này 120. Rồi 1m2. 2 đó nha. Đế 300 anh em ơi. Rồi nồi đế 3 mét nha anh em. Đường kính bầu này nó 101 đi. Rồi đường kính bầu 1m1. Cái bầu nó bứng chất lượng luôn em. Đây nè. Cho anh em tham khảo cái dàn em xương bên trong nha. Đâu mình áo thử thoát thân lên khoảng bao nhiêu vậy anh Chí? Cái này thoát thân 50. Rồi thoát thân 5 tấc nha anh em. Cái này cắt cốt là được nha anh em. Thì nó đóng mình cắt cho lùng lực cũng được. Cây này tàn tán nó có khung sẵn nha anh em. Cái này về mình nuôi cái tàn cho nó lớn cái tàn dù ra anh em. Cây này rất là đẹp nha. Rồi số 1. Rồi mình chốt giá với anh em số 1 là nhiêu vậy anh Chí? Cây này bao xếp 200m là 55 triệu. Rồi anh em xem mà nhìn ra tiềm năng đó. Alo trực tiếp anh Chí nha. 55 triệu bao xếp cho anh em 200km. Cây này nhìn ở ngoài nó ghê lắm anh em ơi. Đế đẹp nha. Chân cạnh thì khỏi nói rồi. Bông là đẹp luôn nha, 5-7 cánh. Rồi tiếp theo mà các bạn tham khảo góc mã số 2. Cái này cái tàn cũng khá là lớn nha anh em. Một cốt đi lên nha. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh Chí? Cái này chiều cao 3m, tán ngang 4m. Rồi chiều cao 3m, tán ngang 4m. Đây. Một cốt thẳng đi lên nha. Chân cành cũng đúng điệu nè. Cây này nguyên thủy từ xưa giờ. Đây tàn cũng tròn hết luôn nha. Mặt bông đó là khoảng nhiêu cánh anh Chí? Cây này anh không có thấy mặt bông nè. Rồi chưa thấy mặt bông. Cái nào thấy mới dám nói. Dạ. Rồi đó. Buôn bán có sao nó vậy anh em ơi, chưa thấy anh em. Cái này về anh em trồng cái bông nó nhiều nó đẹp anh em hưởng anh em. Đây. Hơn tôi đó nhiều khi 12 cánh đó. Dạ. Thấy nó già nó bằng bẩn. Cốt cành đẹp nha anh em, đóng từ dưới lên trên nha. Đây. Một cốt nha, cái tàn nó tròn hết luôn. Cái nào đồ đế cũng đẹp nè, xuống qua đồ đế cho anh em xem đây. Đấy nè. Bỏ đều hết. Đế đẹp nha anh em. Bao đẹp luôn. Cứng ngắt luôn. Thoát thần cũng cao nha. Rồi mình áo thử thông số khoảng nhiêu anh Chí? Thoát thần 7
67. Rồi thoát thân gần 7 tấc anh em ơi. Cái này 50 anh em ơi. Chuẩn luôn anh chứ. Quỳnh chuẩn luôn á. Ba anh em đo lại. Rồi chuẩn 50. Còn xuống cây này nữa. Nó 51 rồi. Rồi 51. Anh Chí đồ quanh anh em yên tâm nha. Rồi cái bầu 85. Rồi bầu là bứng gần 9 tấc nha. Cái mặt tàn phía đây. Cái này nhỏ gọn anh em ơi. Giá mềm phao luôn. Tàn đẹp luôn nha. Nè. Còn quay luôn về mình coi nhẹ nhẹ lắm chơi thôi. Rồi mình chốt giá như anh Chí. Cái này anh giao lưu với anh em là 17 triệu bao xếp 200 km. Rồi 17 triệu bao xếp 200 km. Rồi anh em nào chốt cặp này có giá nào tốt không anh Chí? Nếu mà chốt cặp thì giảm chút đỉnh. Dạ. Một chỗ rồi đi nó chung là cũng đỡ chút phí chốt. Rồi có alo có chốt anh? Có alo là có chốt anh. Rồi anh em nào xem mà nhìn ra tiềm năng hai cái cặp này đó anh em. Alo anh Chí nha để mình sở hữu. Rồi video cũng vậy các bạn ơi, mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp mọi người ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Giao dịch thành công của anh Chí. Chào tạm biệt các bạn.